Xin chào tất cả các anh em, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của mình. Đã hơn một tuần đến bây giờ mình mới có thể là ra một cái video tiếp theo, bởi vì là có rất nhiều cái là mình rất là bận, và cũng có rất là nhiều câu chuyện mà mình cũng rất là muốn share với các anh em. Ví dụ như là Terror Images chẳng hạn. Đó, chai nước hoa này thì rất là nhiều người biết đến rồi, và mọi người thường hay so sánh nó với một chai nước hoa khác, đó là Monte Red Vetiver. Đó, trên những cái tạp chí thì họ luôn đánh giá hai chai nước hoa này có cái nét tương đồng giống nhau. Nhưng mình còn phát hiện ra một chai nước hoa khác mà đối với mình, khi mình ngửi mùi hương của chai nước hoa này, mình đánh giá nó là một cái bản nâng cấp. Nó là một bản nâng cấp nhé, chứ không phải một bản clone mùi hương của Terror Images. Và chai nước hoa này thì rất nhiều người không biết đến, đó là Charlie Citrus and Wood. Các bạn cùng xem chai nước hoa này. Mình đánh giá khá là rất là cao mùi hương của chai nước hoa này. Hoặc là mình đã tìm được một cái chai nước hoa mà một mùi hồng cực kỳ quyến rũ, kết hợp với gỗ đàn hương rất là tuyệt vời. Cái style của mình thì vốn dĩ mình không quá là thích những cái chai nước hoa có mùi hương hoa, nhưng mà thực sự với chai nước hoa Guerlain Santa Royal thì mình đã thay đổi hoàn toàn. Mình đã rất chết mê chai nước hoa, mùi hương chai nước hoa này. Nhưng mà tất cả những câu chuyện vừa ví dụ ở những câu chuyện mình vừa ví dụ cho các anh em, thì những cái video tiếp theo mình sẽ có những cái nó chi tiết hơn. Còn trong cái video lần này, mình nhớ là khi mà mình bắt đầu mình làm về nước hoa thì cũng đã có một số các anh em đã hỏi là bạn hãy làm top những chai nước hoa mà bạn cảm thấy yêu thích nhất đi. Và mình nghĩ là đến ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các anh em top những chai nước hoa mình cảm thấy yêu thích hơn trong cái bộ sưu tập nước hoa của mình. Chứ để mà nói là yêu thích nhất thì cũng rất là khó, bởi vì những cái chai nước hoa mà mình đã mua đó đều là những cái mình tìm hiểu, mình có thể nói là mình cực kỳ nâng niu từ những chai nước hoa giá thành chỉ có 400.000 thôi. Nhưng đối với mình thì những chai 400.000 nó cũng ngang với những chai nước hoa 4-5 triệu mình mua, bởi vì đối với mình chỉ có mùi hương hay nhất, chứ không có chai đắt hay chai rẻ. Đó, thì hôm nay ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các anh em top những chai nước hoa mình cảm thấy yêu thích hơn trong một sự sưu tập nước hoa của mình. Ok, let's go. Ok, chai đầu tiên mình muốn giới thiệu đến với các anh em đấy là một cái chai nước hoa rất rẻ, nhưng nó luôn là cái sự lựa chọn ưa thích của mình trong mùa hè, đó là Nautica Voyage. Tại sao mình thích chai nước hoa này? Lý do rất đơn giản, mỗi khi mình xịt mùi hương này, mình luôn luôn nhận được lời khen từ mọi người. Và cái nữa là khi mà xịt trên da mình, có một cái mình để ý, đó là càng nóng thì trên da mình nó lại càng tỏa mạnh ra. Và đó là điều mình cảm thấy rất là thích ở mùi hương của chai nước hoa này. Càng nóng nó càng tỏa mạnh, nhẹ nhàng và thu hút. Do đó, chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến các anh em trong top những chai nước hoa mình yêu thích, đó là Nautica Voyage. Ở một sản phẩm của nhà DZ, đó là DZ Fuel for Life. Nhà nước hoa này thực tế là không ra liên tục nhiều sản phẩm. Và đối với mùi hương của chai nước hoa này thì hoặc là thích hoặc là không thích. Và mình thuộc nhóm những người thích mùi hương chai nước hoa này. Có thể đối với nhiều người thì mùi hương của DZ Fuel for Life nó khá là nồng và ngái. Thế nhưng đối với mình nó cực kỳ sexy và thu hút khi mà mình xịt và đi ra ngoài đường. Do đó mình muốn chia sẻ với các anh em chai nước hoa DZ Fuel for Life. Một sản phẩm của nhà Hermes, đó là Terra de Hermes, luôn luôn nằm trong top những chai nước hoa mình thích sử dụng. Mỗi khi mình xịt chai nước hoa này thì có một cái điều khá là buồn cười, đó là mình luôn luôn nhận được lời khen từ cánh đàn ông, chứ tuyệt nhiên không thấy phụ nữ, các chị em khen ngợi mùi hương của chai nước hoa này. Thế nhưng mà đổi lại thì các anh em làm cùng hoặc là mọi người thì lại luôn hỏi mùi hương của chai nước hoa này mình mua ở đâu và giá là bao nhiêu. Do đó, về mùi hương của chai nước hoa này thì mình nghĩ là không cần phải nói về quá nhiều, bởi vì rất là nhiều bạn đã biết về mùi hương của chai nước hoa này. Do đó, Terra de Hermes nằm trong top list của mình.
Tiếp theo, đấy là một sản phẩm của nhà Montblanc. Chắc là các bạn đã biết đó là chai nước hoa nào rồi, đó là Montblanc Individual. Chai nước hoa này mình cực kỳ thích dùng vào những ngày không quá là nóng và cũng không quá là lạnh, mát mát, kiểu như dạng vào mùa thu đó. Thì chai nước hoa này mình cảm thấy rất là, có thể nói là manly, quấn rũ và dễ chịu. Giá thành của chai nước hoa này có thể nói là khá là rẻ đó. Thế nhưng đối với mình, mùi hương của nó cực kỳ là độc đáo và không hề thua kém những cái chai nước hoa đắt tiền. Và bản thân nó cũng được đánh giá là khá là giống với chai nước hoa Chris Santer. Và mình đã từng được xịt thẩm mùi của chai Chris Santer, và đối với cá nhân đánh giá của mình thì thậm chí chai nước hoa này còn được, đối với mình, mùi hương nó còn được đánh giá cao hơn cả chai nước hoa của nhà Chris. Do đó mình muốn chia sẻ đến các anh em đó là chai nước hoa Montblanc Individual. Tiếp theo đó là bộ đôi sản phẩm của nhà Dior mà mình rất là hài lòng, đó là Dior Homme Intense và Dior Homme Sport bản 2017. Một cái mùi hương Dior Homme Intense, nếu mà vào những ngày trời lạnh, phải lạnh hẳn nhé, nếu mà xe lạnh thì dùng cũng được. Thế nhưng mà mình thích sử dụng chai nước hoa này vào những ngày cực kỳ lạnh, thì mùi hương đậm đà mở đầu của nó và kết thúc với cái mùi phấn bám lên da cực kỳ sexy và quyến rũ đó. Và Dior Homme Sport bản 2017, mặc dù đây là tên của nó là Dior Homme Sport, nhưng mùi hương của nó thì lại rất là ngọt ngào. Và mình thích sử dụng chai nước hoa này vào cái tầm giao mùa, giữa mùa hè và mùa thu. Đấy là cái thời điểm mà mình cảm thấy cái chai nước hoa này nó phát huy được hết những cái thế mạnh mùi của nó. Đây là bộ đôi mà mình muốn chia sẻ với các anh em, đó là Dior Homme Intense và Dior Homme Sport, hai sản phẩm của nhà Dior. Để nói với một chút về niche. Về niche thì thật ra nói thật là mình cũng không có nhiều chai, bởi vì mình thường có thói quen đó là mình sẽ chỉ chọn những chai nào hay nhất của nhà niche mình mua, chứ mình không bao giờ có ý định là mình mua 3-4 chai, 4-5 chai đó của nhà niche, cùng một nhà niche, mà mình sẽ chỉ chọn những chai hay nhất. Và đối với những nhà Parfums de Mali thì mình cực kỳ khoái hai chai nước hoa này, đó là Parfums de Mali Herald và Parfums de Mali Latent. Hai chai nước hoa này mình cảm thấy ưng ý nhất của nhà Mali. Herald đó là bản thân của nó là một mùi hương thuốc lá tẩm mật ong rất là đậm đà, sexy và quyến rũ. Nó không phải nó hoàn toàn khác hẳn với phong cách thuốc lá của Tom Ford, Tobacco Vanille hay là Tobacco Row. Đấy là những cái chai nước hoa mà mình cảm thấy cái mùi thuốc lá nó là một dạng mùi hương thuốc lá khô đó. Nó hơi khô khan và hơi thô ráp và khô khan. Còn đối với chai Parfums de Mali Herald này thì nó mềm mại hơn, nó đậm đà hơn, do đó mình thích cái style thuốc lá của chai nước hoa này hơn. Còn Parfums de Mali Latent thì thực tế mà nói, để mà khi mà mình xịt, mình ngửi mùi hương của chai nước hoa này thì nó không phải là một sáng chế độc đáo. Thế nhưng điều mình đánh giá mạnh của chai nước hoa này khi sau một thời gian mình sử dụng, đó là cái tính khi mà xịt xong mà mình đi ra ngoài thì cái độ CR và cái độ tỏa hương của nó rất là ok, nó cực kỳ cuốn thu hút đó. Về mùi hương khi mà các bạn xịt thì có thể các bạn sẽ cảm thấy nó không phải là quá đặc biệt, cũng hay thế nhưng không phải đặc biệt. Thế nhưng mình đánh giá cao của nó ở cái độ hay khi mà mình sử dụng. Do đó muốn chia sẻ với các anh em bộ đôi sản phẩm của nhà Parfums de Mali. Một sản phẩm của nhà Paco Rabanne mình muốn nói giới thiệu đến các anh em, đó là Paco Rabanne Black Except Lexus. Đây cái mùi hương mà mình đánh giá nó độc, không đụng hàng và rất là quyến rũ. Rất là tiếc là mùi hương của chai nước hoa này hiện là diss, do đó là rất là khó kiếm
nếu như các anh em nào có ý định muốn mua chai nước hoa này. Và nếu mà có thì có thể là cái giá của nó sẽ hơi bị cao. Mình nhớ là có một lần mình đã giới thiệu cho một bạn, và bạn đó sau khi mà mua chai nước hoa này đã phải đánh giá đây là một mùi hương cực kỳ tuyệt vời, không đụng hàng với bất kỳ một chai nước hoa nào. Do đó nếu như bạn nào quyết định muốn tìm kiếm một chai nước hoa mà có cái sự bùng quyến rũ, thu hút, thì đây cũng là một sự lựa chọn cho các anh em Pacoraban Black Excess. Mặc dù là hơi khó tìm chứ không phải là không thể tìm được, nhưng mình muốn gợi ý đến anh em nếu như bạn nào muốn tìm một mùi hương độc thì nên sử dụng chai nước hoa này. Nhà Jean Paul Gaultier thì luôn luôn được có cái style mùi khá là unisex, mùi chai nước hoa nam thế nhưng lại có một cái style mùi hương nó rất là nữ tính. Và Jean Paul Gaultier Fleur du Mai cũng không nằm ngoài cái vòng xoáy đó. Đây là mùi hương hoa nhưng mà lại dành cho đấng mày râu. Mình nghĩ là mình không cần phải nói nhiều về chai nước hoa này. Cái độ hay của nó đã khiến mình thậm chí là còn phải mua backup một chai nữa để khi mà mình sử dụng hết chai này thì mình còn một chai dự phòng. Bởi vì các bạn đều biết là bây giờ để mua được một chai Fleur du Mai này thì còn khó hơn là bắc thang lên hỏi ông giời, rất rất khó. Và nếu có mua được thì mình cũng không dám chắc là về cái chất lượng chai nước hoa đó có đảm bảo được hay không, bởi vì chắc chắn là chai này là this rồi đó, rất là khó để mua. Fleur du Mai, Jean Paul Gaultier Fleur du Mai. Trong các nhà nước hoa mình yêu thích chỉ có hai nhà nước hoa mình luôn luôn rất là hâm mộ, đó là Yves Saint Laurent và Prada. Do đó mình muốn giới thiệu chia sẻ đến anh em bộ đôi sản phẩm của nhà Prada, đó là Prada Long và Prada Long Intense. Nếu như bạn nào mới có nhu cầu chỉ cần 1-2-3 chai và để dùng trong 4 mùa xuân hạ thu đông thì mình thực sự các bạn chỉ cần mua hai chai nước hoa này là quá đủ cho các bạn. Prada Long với mùi hương hoa diên vĩ sạch sẽ và nam tính, cực kỳ thích hợp dùng cho xuân hè. Bạn nào nếu mà có cái style quần nâu áo sơ mi thì thực sự đây là cái lựa chọn quá tuyệt vời cho các bạn. Và Prada Long Intense với cái mix mùi giữa da thuộc, đậu tôn ca và hoa diên vĩ, nó blend lên một cái mùi hương cân bằng. Cái điểm hay của chai nước hoa này mình đánh giá rất là cao, đó là cái nhà sáng chế nước hoa đã rất là tỷ lệ giữa ba mùi hương này rất là cân bằng, không một thành phần nào lấn át thành phần nào cả. Khi mà các bạn xịt thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể cảm nhận rõ từng thành phần nguyên liệu một, đó là da thuộc, đậu tôn ca và hoa diên vĩ. Đấy là cái điểm mình đánh giá cao, cực kỳ cao của chai nước hoa này. Do đó mình muốn giới thiệu đến các anh em bộ đôi sản phẩm của nhà Prada, đó là Prada Long Intense và Prada Long. Ok, cuối cùng chai nước hoa mình yêu thích, có thể gọi là yêu thích nhất Yves Saint Laurent Lanie de Lhomme. Có những ý kiến chai nước hoa này mùi này bình thường, mùi này không có gì đặc biệt, mùi này bám tỏa yếu, thế nhưng đối với mình Lanie de Lhomme luôn luôn là vũ khí để mình xịt vào những ngày lạnh. Chai nước hoa này thì độ phổ biến rất là nhiều rồi, mình nghĩ là mình thôi bỏ qua, không cần nói nhiều về mùi hương này. Và mình may mắn cái bản Lanie de Lhomme của mình này là bản 2015, do đó bám tỏa không đến nỗi quá tệ và mùi hương không đến nỗi quá tệ. Thì trên đây là mình vừa chia sẻ với anh em top những chai nước hoa mình yêu thích trong bộ sưu tập nước hoa của mình. Rất là hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy video quan trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.